đội Thác Công Lipa, nơi chỉ thể nguyên bản lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video, các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình nha. Hôm nay mình vào trong đây cũng tiếp tục là một cái con game Muta Căng, quyền thoại Muta Căng rất là quyền thoại anh em à. Và một con nhân vật đã làm rất là nhiều anh em điên đảo, một cái con nhân vật quốc dân có tên là GF Quyền Dương Thiết Binh. Làm sao để khai thác hết được cái điểm tiềm năng của con nhân vật này? Đây là một cái phiên bản là Season 6 thì nó có thêm một cái Master và nó có một cái Buin tổng. Buin tổng hiện tại mình đã cộng cho nó tối ưu quá nhất có thể là cái đường để lên trên map Vulcanus Farm. Nó sẽ bổ trợ cho chúng ta là năng lượng, thể lực, nhanh nhẹn và sức mạnh. Vì cái con này ở một cái clip trước mình đã có review cho anh em biết rồi, cái đam chuẩn của nó là cái đam sức mạnh, là mình dùng bên một cái kỹ năng là ảo ảnh liên quan. Ảo ảnh liên quan nó cho chúng ta đi bên hai hướng nha. Một hướng đó là nhanh nhẹn cũng xài ảo ảnh liên quan tốt, và sức mạnh cũng xài ảo ảnh liên quan tốt, và năng lượng thì chỉ phụ thuộc vào cái kỹ năng là gầm thét. Và một số phiên bản gầm thét nó phát huy được tác dụng và một số phiên bản nó không phát huy. Và hình như mình thấy cái phiên bản này cộng vô STG mình đi gầm thét nó cũng có phần nào đó là nó vượt trội hơn những phiên bản khác, nhưng mà cái kỹ năng gầm thét thì mình cũng không thích lắm. Khai thác và tìm hiểu một cái kỹ năng đó là vật ngã khi BK và ảo ảnh liên hoàn khi mà mình farm. Khi mà BK anh em có thể là dùng skill là ảo ảnh liên hoàn, mình BK cũng rất là tốt và rất là thiệt cho cái con GF này. Ở một cái con game này nó chỉ có một cái tầm đánh là 4 thôi anh em. Nếu mà nó ở một cái tầm đánh 6 thì cái con GF của chúng ta cực kỳ nổi bật, có tên có tuổi ở tại server luôn. Và hiện tại ngay cái thời điểm bây giờ thì cũng chưa có nói lên cái tên tuổi nó lắm, tầm khoảng 100 reset đảo lên. Và khi BK tốt thì cái anh em phải có đồ làm giảm sát thương, đồ HP hoặc là các anh em có cái đồ phản. Còn nếu mà đồ trắng thì đi BK nó không lợi những class khác. Và bây giờ cái con class mà được bứt quá tay nhất là cái con class cung nữ. Anh em hỏi mình là BK làm sao để khắc cung nữ được thì theo mình nghĩ và có tìm hiểu ở trên những cái web thì anh em nói là phải đưa vào một cặp nhẫn băng để kháng băng, và anh em phải cần cộng vô Master băng để cho nó kháng thêm một cái phần nào nữa. Master băng là sao mình sẽ vào trong đây chỉ lại cho anh em biết luôn. Thì các anh em vào trong phần Master thì các anh em bấm là cái bảng đầu ở đây đây, ở đây là kháng độc, kế bên đó là kháng sát và cuối cùng đó là kháng băng. Thì các anh em phải cộng vào trong đây để có cái tỷ lệ kháng băng, nhưng mà nó không ăn thua anh em ạ. Tỷ lệ đóng băng của con phay mình thấy là 100%, nó không phải là 80% của những phiên bản khác. Những phiên bản khác mình đóng băng mình có thể là slow motion mình đi được, còn cái này đóng băng là nó ở ngay thời điểm hiện tại nó đóng băng là các anh em không có đi đâu được luôn. Thậm chí là các anh em bấm cái kỹ năng không ăn uống gì luôn, con phay này nó bắn tầm 8, còn tất cả con tầm còn lại là tầm 6, tầm 4, tầm 3, tầm 2. Thì làm sao mà để BK được cái con phay khắc chế? Nếu mà có khắc chế được thì các anh em phải là thuần thuộc một cái gì class nào đó. Muốn ăn được con phay là phải lên đồ giảm sát thương và cái đồ phản là mình mới ăn phay được. Và cái trình BK của các anh em thì nó hơi nhích nhỉ hơn người ta, đồ phải bằng hoặc là hơn mình mới khắc được nó. Vì không thể nào mà khắc được với cái mũi tên băng đâu, nó bắn rồi thì nó đóng băng rất là nhiều. Thì hiện tại cái con khắc của cái con cung là cái con Magit. Mà con Magit nếu mà không có trình, không có đồ mà ra tay muộn tí xíu nữa thì rồi cũng đứng đó làm bao cát cho cái con cung nó tập bắn luôn, chứ không có thể nào nhúng nhích được. Còn tội nhất là cái con GF và con DK. Hai con đó ngay thời điểm bây giờ là lượng bon không có, lượng master không có và đồ đạc thì nó cực kỳ hiếm, nên để solo được dưới một cái con cung đó thì cái trình anh em phải thật sự là cao. Đồ anh em phải kiếm làm sao cho mình được cái đồ phản, vì các anh em có cái đồ phản rồi dưới giảm sát thương rồi các anh em mới có thể là kết liễu được cái con cung. Ngoài ra hai cái đường đó là không có đường nào để mà mình hạ cung và mình kháng cung được hết nha. Vì cái phiên bản này cung nó được búp hơi quá đà tí xíu. Những anh em nào mà fan của cung nữ thì chúc mừng nha. Còn anh em nào fan của GF thì mạnh dạn vào trong đây xem hết cái video. Đầu tiên ủng hộ cho em nó một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Và có những cái thông tin thủ thuật gì hay, hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video để góp thêm những cái lời hay ý đẹp giúp kênh càng ngày càng phát triển anh em. Và quay lại cái vấn đề chính là mình đã cộng một cái bảng điểm tối ưu nhất cho cái con này. Vì sao mình nói tối ưu là nó có là công thủ dạng toàn đặc biệt. Mình đã để ý rồi, các anh em cộng nhanh nhẹn vào thì cái ảo ảnh liên quan chúng ta sẽ nhích nhỉ hơn về cái cách là phạm vi diện rộng. Thì ở đây một số anh em kêu nói là lực tấn công diện rộng các anh em tăng lên là 600%, thì cộng 2k năng lượng. Và 2k năng lượng này để làm cái gì anh em? 2k năng lượng này nó không nối lên được cái lượng đam của chúng ta, mà nó nối lên được cái gì? 2k năng lượng này nó giúp cho cái nhanh nhẹn chúng ta là hỗ trợ tốt nhất bên cái nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn làm sao? Khi mà chúng ta farm nhanh nhẹn càng nhiều thì cái lượng mana của chúng ta nó càng tiêu hao đi, thì 2k mana nó sẽ giúp cho chúng ta được một cái phần nào đó thôi, chứ không phải là nó tăng đam hay là nó tăng được cái gì đó quá cao siêu đâu anh em. Nó chỉ phụ trợ cho thằng nhanh nhẹn
nhanh nhẹn càng cao thì cái phòng thủ chúng ta nè, ở đây phòng thủ là được 908 thôi, nó chưa lên được 1k. Nếu mà nó được 1k rồi thủ trên Buccanut này rất là tốt, và tốc độ là 625. Và nhắc nhẹ cho anh em biết, cái bản này nó không có bị fit tốc độ, các anh em cứ cộng nhiều vô nhanh nhẹn, tốc độ anh em lên hoài, thủ anh em tăng hoài luôn. Và tỷ lệ phòng thủ của mình á là 1333 và cộng thêm là 3406, sát thương nhỏ là từ 1700 tới 2300. Khi mà được nhân 2 nhân 3 lên rồi, tổng đam của mình nó lên sẽ được 9k, thì nó cũng không có quá nguy hiểm lắm. Ở đây các anh em dồn hết sát thương của cái phần nhanh nhẹn, nhanh nhẹn cộng tầm khoảng 3k rồi đưa lên trên sức mạnh nữa, thì anh em sẽ farm đâu đó là được 12, 13 hoặc là 14k. Thì mình sẽ làm cho anh em xem, nếu mà cộng về cái hướng bên full sức mạnh thì cái lượng thủ anh em cực kỳ mỏng. Và ở một cái thời gian ban đầu mà các anh em không có đồ cộng 6, đặc biệt là các anh em không có đồ cộng 6 nè, không có đồ cấp cao, thì các anh em lên ở trên map cao như cái map điển hình là Vulcanus thì các anh em chống chịu nó rất là khó. Một số 7 thì dễ, còn những anh em nào trong BT thì các anh em có thể là phát huy hết được cái lượng đam của nó cho nó tốt nhất có thể. Vì trong BT thì nó sẽ chia ra cái lượng thủ, rồi quái nó không có cắn một người mà gái nó cắn nhiều người, nên anh em không có bị hụt hẳn mà bên cái lượng thủ, nên các anh em có thể là phát huy hết ở bên cái lượng đam. Bên cái lượng đam thì cho chúng ta cộng STG là đam chúng ta lên cao nhất có thể, mình sẽ test cho anh em xem. Và ở đây mình sẽ hạ nhanh nhẹn xuống còn 3k và mình dồn hết lên sức mạnh, thì sức mạnh của mình nó sẽ lên cho nó là 7290. Hôm nay lượng đam của mình chỉ có 6k thôi, mà bây giờ nó đã lên được là 10k hơn. 10k hơn như vậy thì các anh em thấy nó cũng khá là tốt, nhưng mà cho bù lại chúng ta sẽ mắc một cái lượng thủ rất là nhiều. Hôm nay thủ chúng ta lên tới là 600, tốc của chúng ta lên rất là cao, mà bây giờ thủ anh em chỉ còn là 536 thôi, và tốc độ chỉ còn là 328. Nó rất là thiệt thòi. Anh em phải hạ cho mình một cái năng lượng xuống luôn. Hạ năng lượng xuống để làm cái gì? Đây, để mình hạ năng lượng xuống cho anh em xem nha. Đầu tiên anh em hạ năng lượng xuống, anh em có thể là cộng cho mình hai một. Thứ nhất là các anh em cộng vô cho nó nhanh nhẹn, và thứ hai các anh em cộng vô cho nó thể lực. Còn nếu mà các anh em cảm thấy trên người mình cái máu cực kỳ là mỏng, muốn còi nhây được, thì các anh em cộng vô cho mình cái thể lực nha. Mình sẽ hạ xuống 1k, mình cộng lên thể lực cho anh em xem. Hiện tại hôm nãy đam của mình là 10200, thì mình đã cộng vào trong thể lực nó đã lên được 10700. Và cái lượng máu của mình nó đã dày đi rất là nhiều. Tuy nó có hụt hẳn nhưng mà quái nó không có one hit được mình. Nhưng mà cái cách cộng này nó không có tối ưu nha anh em, không tối ưu khi mà mình solo. Solo đam thì nó có to thiệt, nhưng mà cái khoảng cách thủ và khoảng cách ra chiêu, tốc độ ra chiêu của mình á thì nó cực kỳ là chậm luôn. Các anh em thấy không? Những cái con ảo ảnh liên quan nó ra là cực kỳ chậm. Đam thì chấp nhận nó đã có cao, nhưng mà khi mà mình tung kỹ năng ra cực kỳ chậm. Và hôm nay mình sẽ bộc phá, chia sẻ anh em một cái cách cộng mới nữa để cho các anh em áp dụng trải nghiệm cái con là GF phiên bản là quyền thoại Muta Căng này, nó sẽ như thế nào và cách cộng là khác ban đầu luôn. Ban đầu hôm nãy của mình là sức mạnh nè, nhanh nhẹn là full, thể lực đâu đó là tầm khoảng là 1k, năng lượng là 2k. Và bây giờ mình sẽ cộng khác đi một phần nữa, xem là tổng lượng đam của mình lên được bao nhiêu. Và đây là một cái bản Bowen mà mình sắp sửa chia sẻ review với anh em đây. Sức mạnh thì mình chỉ cộng là 310 để đủ mặc bộ đồ. Bộ đồ là chỉ 304. Nhanh nhẹn thì mình cộng cho nó mắc binh. Thể lực thì mình chỉ cộng là 1k. Và năng lượng mình sẽ cộng cho nó là 2k. 2k để mà mình có được một cái mana nhất định để mà mình hồi kịp lại khi mà mình đã đi full nhanh nhẹn. Full nhanh nhẹn này sẽ cho chúng ta là phòng thủ 1400. Tốc độ cho chúng ta là 1026 và tỷ lệ phòng thủ là 2630. Thì nó lên một cái chỉ số như gì thì cái con quái Vulcanus này nó hạn chế hạ mình rất là nhiều luôn. Đa phần nó sẽ là bị mid nha anh em. Và cái lượng sát thương của mình nó cho ra là không có luôn anh em ạ. Các anh em thấy là cái sát thương nhỏ nè, 506 và 640, 829 nè. Tỷ lệ tấn công thành công nè là 37.133. Ở bên đây là cộng được là 1.372. Mình sẽ ra mình test cái lượng đam này xem là nó sẽ cho chúng ta được bao nhiêu đam khi mà chúng ta full nhanh nhẹn. Full nhanh nhẹn như gì thì anh em đi theo một cái phần là ảo ảnh liên quan. Khoảng cách của chúng ta nó sẽ xa hơn, thủ chúng ta sẽ trâu hơn, mà quan trọng cái lượng đam sẽ cho chúng ta được bao nhiêu. Và mình sẽ đứng đây cho con quái nó giả xem là nó có bị hụt HP hay không. Thì tất cả những con quái nó sẽ giả mình bị mít nha. Và một số con thì nó giả mình sẽ có một dính đam đây. Cái con quái to nó sẽ giả mình là bị dính đam nha. Mình sẽ boost lên. Và cái cách cộng như gì để cho các anh em tham khảo thì nó không có nói lên cái độ nguy hiểm quá. Vì sao? Vì chúng ta ra chiêu thì nó nhanh thật. Các anh em thấy nè, kỹ năng ra chiêu nó rất là nhanh luôn. Nhưng mà cái lượng đam cho chúng ta quá ít anh em à. Chưa được 1k, chỉ có 900 mấy thôi. Mà các anh em thấy là quái cũng vẫn chết bình thường nha. Tại vì chúng ta
đam rất là lẹ, vì nó lên cái chế độ là đam kép chứ không phải là đơn đam. Đơn đam á thì nó rất là tù túng, khi mà đam kép mình bu vô một con nó sẽ lên tầm khoảng là 4 đam 5 đam, nên tỷ lệ mà chúng ta farm á dù ít đam nhưng mà cũng vẫn tốt bình thường. Và có thêm một cái cách trọng điểm cực kỳ tốt khi mà các anh em để dành đi treo bãi qua đêm, ít bị căng lén. Cái thứ nhất khi mà chúng ta có đồ cao, và cái thứ hai là chúng ta ở một cái bãi quái farm vô tư, farm tới gà gáy, farm chờ nào tới sập game luôn không chết. Thì mình sẽ cộng luôn cái cách cộng điểm này để cho các anh em xem hai cách cộng điểm tối ưu để cho các anh em xem và biết luôn. Vì anh em kêu mình test là bên cái phần là full anti xem nó sẽ như thế nào, thì đây là full anti để cho các anh em xem và tìm hiểu. Cái bản này là bản full anti nha. Hoặc là các anh em có thể là hạ xuống cộng cái này 500 vào trong năng lượng rồi cộng lên trên đây hết trên đây, thì chúng ta sẽ có một cái lượng đam nhất định, đâu đó sẽ được là 3k gì đó. Nhưng mà nó cũng không nói lên cái độ nguy hiểm, chúng ta phải hụt hẳn HP, chúng ta phải hụt hẳn năng lượng cũng rất là nhiều, nên là không thể nào mà để farm trụ bãi tốt. Farm một hồi thì nó hết HP, farm một hồi thì nó hết mana, thì chúng ta nó rất là bất tiện anh em. Và sẽ có một cái cách tối ưu nhất để cho chúng ta cộng farm được như gì cho nó tốt nhất có thể nha. Và đây là mình sẽ cộng một cái bảng điểm cho các anh em là vừa đi farm, vừa đi BK, vừa đi săn boss, công thủ dạng toàn, farm qua đêm vẫn được bình thường. Ok, không cần phải tốn gì hết, chỉ cần tốn mana chút xíu thôi. Mà mana thì các anh em có thể là mua full mana giúp mình, rồi các anh em farm với một cái là ngon lành như có thể. Lượng đam cho chúng ta không quá cao, nhưng mà ở đây mình trụ bãi rất là tốt luôn. Thì mình sẽ test đam về một cái bảng cộng điểm này cho các anh em xem. Lượng đam đi farm quái cho chúng ta rất là dày. Cái lượng đam đi farm quái cho chúng ta như gì? Tuy là các anh em thấy chỉ có là dọn dẹn chỉ là 4k 9, đâu đó nó sẽ lên được 5k, nhưng mà đi BK nó rất là tốt nha. Cái like hồi tối là mình đã có làm cho anh em thấy đi BK cũng cực kỳ tốt khi mà chúng ta cộng qua một cái bảng điểm như vậy. Ở đây là cái phương án thứ hai để cho các anh em cộng, và phương án đầu tiên của mình đó. Phương án đầu tiên mà mình đã chia sẻ cho các anh em thì năng lượng cộng tầm khoảng là 2k, thể lực cộng 1k, nhanh nhẹn thì chúng ta cộng đâu đó là 6k, còn bao nhiêu dồn hết vô sức mạnh thì đam chúng ta sẽ được là 6k. Nhưng mà thể lực chúng ta cực kỳ mỏng, không đi săn boss được, không đi BK được. Còn các anh em cộng như gì? Các anh em có thể là đi săn boss được, đi BK được, và đi farm bãi quá cũng cực kỳ tốt luôn. Và các anh em nhớ là cái con GF của mình nó sẽ lên một cái đam kép, chứ không phải là cái đam thường quánh một con là một đam, một đấm là một đam mà không có. Khi mà các anh em bam kêu vào một con nhân vật nó lên tầm khoảng là 3 đam hoặc là 5 đam, các anh em nhìn kỹ nha. Lượng đam của con GF phiên bản này các anh em thấy nó cực kỳ dày, nó dày không thua những con class khác, thậm chí là nó dày ngang ngửa với con Red Wild, con MG luôn. Chỉ có tội là tội con DK thôi, đam của nó là nó quá thưa thớt. Nhưng mà được một cái là cái thủ nó trâu, HP nó nhiều. Còn nói về cái lượng đam dày, cái con GF phiên bản này cái lượng đam cực kỳ dày. Vì cái phiên bản này cho chúng ta là một cái đam, lúc các anh em thấy là cái đam xanh của mình nó lên liên tục không? Khi mà chúng ta mặc được full set đồ có cái dòng lúc thì nó sẽ lên đam lúc rất là nhiều. Đây, một món lên có lúc, hai món có lúc, ba món có lúc, và cái này là không có lúc. Cho nó kiếm được một cái quần có lúc nữa là nó sẽ ok. Và găng tay của mình có lúc nè, tại vì có thêm đồ lúc nó sẽ thêm được 5% đam. Thì đam nó là cái đam màu xanh, các anh em thấy là cái đam lúc của mình nó lên cũng rất là dày, chứ không phải là thưa thớt. Một số phiên bản khác á, ở đầu game các anh em mặc full bộ đồ lúc nhưng mà nó chả có lên đam được này bao nhiêu, lâu lắm nó mới lên được một đam hai đam gì đó thôi. Còn cái này khi mà quái càng nhiều thì cái đam tỷ lệ lúc của chúng ta lên càng nhiều nha anh em. Và đó là bốn cái phương án cộng điểm. Các anh em thích cái phương án nào nhất thì các anh em có thể là mạnh dạn comment, rồi các anh em có phương án nào cộng hay nhất, bổ ích nhất hay là tối ưu quá nhất, các anh em cũng có thể là mạnh dạn comment vào cuối phần video nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.